Em xin mến chào quý anh chị nha, lại là em đây. Hôm nay là em có một căn sản phẩm nha anh chị, một căn hộ nha ở Gateway phường 10 thành phố Vũng Tàu anh chị nha, khu đô thị Chí Linh nha. Đó, em đang đứng là tầng 17 nha anh chị. Đó, là cái này là cái bên nhìn ban công nhìn ra cái trung tâm của thành phố Vũng Tàu anh chị nha. Ở trên này nhìn rất chi là ở trên này là gió rất chi là mát mẻ nha anh chị. Thông thoáng luôn. Ở đây là em đang quay cái ban công cái view của mình cho anh chị xem này. Đây là ngồi ở ban công này. Quay ra cho anh chị xem này. Cái ban công nha. Nhìn trong này này là phía trong nha anh chị, trong cái tòa nhà nha. Đây là cái sảnh B nha anh chị nha. Đó. Ở lobby nha anh chị. Đó. Thấy không? Thấy nhìn nó, anh chị nào mà yếu tim mà nhìn nó hơi bị ngột nha. Đó. Ở bên này là thang máy này, đó là từ cái thang máy này mình đi qua cái phòng mình khoảng độ 20 mấy mét là đến nha, đó là tới cái căn hộ của mình chị nha. Đó, căn hộ của mình thì rộng khoảng rộng là 138 mét vuông nha anh chị. 138 m². Những cái căn hộ này là tất cả đều ở hết rồi anh chị nha. Đó, phòng nào cũng kín hết rồi. Đây là chủ em là hôm nay là bị ngộp nha anh chị. Nói chung cần tiền nên là ngộp nên là bán gấp nha, để hết nội thất lại luôn. Nhưng mà cái nội thất trong này là tặng hết nha anh chị. Đó, rất là đẹp, chỉ để lại hai cái giường với cái bàn thờ thôi. Còn tất cả trong này bây giờ em quay là để lại hết nha. Đó, thấy không? Đó, vô đây là cái phòng khách nè. Đó. Có ông Di Lặc anh chị thấy không? Đó. Bên này phía vào là bên tay trái này là có cái toilet phòng khách luôn. Đó, có phòng xông hơi các thứ đầy đủ anh chị nha. Có cái máy nước nóng nước lạnh đầy đủ luôn. Đó, cái này là ông Di Lặc. Đó, nhìn những cái bức tượng này là ông chú cũng nói là khoảng độ 200 triệu nha anh chị. Rồi bộ ghế hoàng gia gỗ đỏ hết anh chị nha. Đây toàn bộ cái đó hết không. Đó, phòng khách thì em nghĩ khoảng độ tầm hơn 50 mét vuông anh chị nhé. Ở nhà ở căn hộ của mình là có ba cái phòng ngủ. Đó. Đây ba phòng ngủ này. Và đây cái phòng khách này. Đó, chị không rất chi là đẹp nha. Đó, bàn ghế các thứ này. Đó, bộ bàn này cũng hơi bị nhiều tiền nha anh chị. Đó. Còn bên này là cái quầy rượu luôn anh chị nè. Đó, nó bếp các thứ ở đây luôn nha, ngay phòng khách luôn. Đó, trên là la phong các thứ đóng là kiểu lâu đài nha anh chị, rất chi là đẹp. Đó. Đó, gỗ các thứ này. Đó, đây là quầy rượu vang nè, quầy rượu này anh chị thấy không. Này là thiết kế theo kiểu kiểu mở nha anh chị, kiểu châu Âu nha. Đó, phần bếp ở đây luôn. Đó, chị không. Đó, rất chi là rộng rãi thoáng mát nha anh chị nha. Đó, mình là cái view của mình là cái view của mình là phía này cũng có cửa sổ này. Nói chung là cái chỗ nào phòng khách rồi hai cái phòng ngủ là phòng nào cũng có cái cửa mở ra nha anh chị, rất chi là thoáng nha, thông thoáng luôn anh chị nha. Đó, bên này mấy cái rèm này tại vì không có mở ra. View này là nhìn thẳng ra hướng biển luôn nha, hướng này là nhìn ra sân golf nha anh chị nha. Đó, sân golf bên này nè. Đó, bên kia là lóc A, bên mình là lóc B chị nhé. Này cái sân golf nằm đây này, đó, phía trước này. Nó còn nhìn thẳng thẳng xa xa tí là bãi tắm Thị Vân nha. Đó, đường 32, đường dưới là đường 32 nha. Bên này là sân golf này, đây gió mát lòng lòng luôn chị nhé. Nhìn rất là sợ nha chị. Nói chung là cao á là hạn chế ra cầu thang nha. Đó, ở đây này. Đó. Ở dưới là nhìn xuống cái có thôi chị thao. Nhìn em quay là tổng quát cái nhà cái ấy của mình luôn, cái phòng của mình luôn nha, cái căn hộ của mình luôn anh chị nhé.
Nhìn nhà cái nhà cái ông tượng này, ông Phật này là để lại luôn nha anh chị. Rồi tivi rồi các thứ là để lại hết nha. Bên này là em quay phòng ngủ, hai cái phòng ngủ này nó gần nhau này. Phòng ngủ thôi khoảng độ 25 mét vuông anh chị nha. Phòng này khoảng độ 25 mét vuông, đầy đủ tivi các thứ luôn nha. Này có bộ và tủ quần áo thôi. Máy lạnh máy nước đầy đủ luôn. View là nhìn ra biển anh chị nha, rất chi là đẹp. Thì giờ bên này là biển Chí Linh nha anh chị, biển Long Cung với Chí Linh, mình nhìn phóng tầm mắt là nhìn ra biển nha anh chị nha. Hiện tại là cái này là chủ rao bán là 5 tỷ 7 nha anh chị, giá chỉ có bớt lọc lá thôi anh chị nha. Thì anh chị nào mà thích thì dám tới làm việc tiếp với chủ nha anh chị nha. Đường này là hướng này là về thành phố Bà Rịa anh chị. Biển Chí Linh anh chị đi khoảng độ tầm 1 km là đến nha. Biển Chí Linh Long Cung nha anh chị. Gió qua phải đóng cửa lại vậy. Đây là trong phòng. Em quay cái phòng thứ hai cho anh chị xem nè. Đây. Phòng bên này cũng vậy luôn. Phòng này nè. Tổng nhà mình là có 3 phòng ngủ anh chị nhé. Nhìn cái bàn trang điểm các thứ này, bàn trang điểm với bàn tủ là tủ lạnh các thứ là để máy lạnh để lại hết nha anh chị. Còn gỗ các thứ là toàn bộ là gỗ đỏ hết anh chị nha. Đây là phòng 3D nè, tranh 3D rất chi là đẹp luôn. Cái này cũng view biển luôn. Anh chị mua về cho thuê các thứ cũng thoải mái nha. Nói chung là toàn bộ nội thất để lại hết nha anh chị, chỉ có lấy đi hai cái giường và cái hai cái giường với lại cái tủ thờ thôi. Này là phòng bên đây này cũng làm được cái phòng ngủ luôn anh chị nha, 3 phòng. Bên này thì chủ nhà chưa có đặt giường, chỉ có đây là cái phòng này lớn nhất này, hay là cái tủ đồ âm vào này. Tủ đồ các thứ là âm vào nha anh chị, âm tường nha. Bên này toilet, toilet rất là rộng nha anh chị, có cái bồn luôn, tắm rồi các thứ rất là thoải mái vậy nha, rất là đẹp luôn. Theo phong cách tông màu các thứ là hiện đại nha anh chị. Cái máy giặt à, có lối để máy giặt luôn ha. Rất chi là đẹp. Anh chị nào mà thích thì liên hệ trực tiếp với em để em dắt tới chỗ làm việc nha. Đây là ông chú cũng lớn tuổi rồi gửi cho mình nha anh chị. Em nói lại là giá là 5 tỷ 7 chỉ bất lọc thôi nha. Anh chị nào mà thích thì liên hệ cho em để em dắt tới làm việc trực tiếp với chú nha. Hẹn video gần nhất anh chị.